đã đăng cai Hoa Hậu Hoàn Vũ vào năm 2008 và đến nay cũng là 14 năm rồi. Tuy nhiên là Việt Nam chưa có một cái đại diện nào may mắn lọt vào top 3 cả, thì không biết là Trinicop còn thiếu những cái yếu tố nào tiềm cận với thế giới để chúng ta có thể tìm được một đại diện Việt Nam và pha sách đẹp rất là mong chờ Việt Nam sẽ có mặt trong top 3 một ngày gần nhất. Một cái câu hỏi cuối cùng nữa thì bác sẽ dành cho Phúc Nguyễn, một người đã từng rất là thành công khi có Miss Earth Phương Khánh, có Miss International Trịnh Bảo và chúng ta đã từng có Khánh Ngân Miss Club. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về Kim Duyên và có dự báo được là Kim Duyên sẽ ở vị trí nào của Miss International không ạ? Và cuối cùng là chúc cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp và tìm được một đại diện trong năm 2022. Lời đầu tiên cho phép Khánh Hương xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị, khách quý và cũng như tất cả các anh chị báo chí có mặt trong buổi sáng họp báo ngày hôm nay, và cảm ơn câu hỏi của anh Tấn Văn đã dành cho em. Với câu đầu tiên là điều tiếc nuối nhất trong những năm vừa qua khi em đương nhiệm, phải nói là khi mà em đương nhiệm thì thật sự là có nhiều người chồng em có gọi em là hoa hậu Covid. Bởi vì vừa đương nhiệm xong là sẽ đã có rất là nhiều khó khăn rồi tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, cho nên phải nói là điều mà tiếc nuối nhất là em còn mong chờ và mong mỏi rất là nhiều những dự án thiện nguyện và xã hội và em còn đang dang dở. Và nhưng mà cũng rất là may mắn vì có khó khăn nhưng mà em vẫn cố gắng rất là nhiều để tiếp tục đồng hành cùng với số mệnh là One Body Village, đồng hành cùng với tất cả các trẻ em gái cũng như là trong cái dự án bảo vệ trẻ em gái bị xâm hại cũng như là bị đối tượng dục. Và em vẫn đang cố gắng điều đó và đồng với đó nữa thì em nên có thêm những cái mong chờ những cái dự án khác. Bên cạnh đó thì với vai trò làm host sắp tới, phải nói em hiện tại đang cũng khá là hồi hộp. Em rất là hồi hộp cũng như rất là mong chờ. Phải nói là mấy ngày qua, mỗi ngày trôi qua em đều mong muốn sẽ mong đến cuộc thi. Nhưng mà em cũng suy nghĩ rất là nhiều về việc là sẽ làm gì, đồng hành với các bạn như thế nào trong cuộc thi năm nay. Thì với em có đôi khi là có thể em mỗi người sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau, mỗi người sẽ có những kỹ năng khác nhau, nhưng em chắc chắn một điều rằng nếu như trong cái khoảng thời gian em được đồng hành cùng với tất cả các bạn thí sinh, các bạn tin tưởng em, các bạn đồng hành cùng với em, thì chắc chắn là em sẽ chia sẻ hết tất cả những gì mà em biết và em có để cùng với các bạn đi đến vinh quang của Hoa Hậu Hoàn Vũ 2022. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn câu hỏi của anh Tấn Văn. Về câu hỏi liên quan đến làm sao cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ của chúng ta có thể tìm ra những người đại diện mà vào trong top 3 của thế giới, thì tôi cũng xin chia sẻ như này. Thì đối với công ty Hoàn Vũ cũng như các thành viên ban tổ chức chúng tôi, qua rất nhiều năm tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam cũng như là nhiều lần cử đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới, thì trong các năm vừa qua thì như chúng ta biết thì chúng ta đã đạt hái được những cái bước ban đầu về thành công, đó là từ lúc Henry vào top 5 đúng không, đó là một cái thành công rất là kỳ tích của Việt Nam. Sau đó là Hoàng Thùy top 1, Khánh Vân top 1, Kim Duyên top 16, và trước đó những bạn đi thi từ Phạm Hương, Lê Hằng, Trương Thị Mai, Thị Hương, Võ Hoàng Yến thì rất được sự ủng hộ của công chúng cũng như cộng đồng tại Việt Nam trong các lần thi. Và tôi nghĩ rằng là mỗi cái tiêu chí của ban tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới thì mỗi năm cũng có người khác, và chúng ta đối với ban tổ chức chúng tôi thì cũng mong muốn ngày càng các tiêu chí của cuộc thi cũng sẽ tiệm cận được với cái góc nhìn của thế giới, để làm sao ban tổ chức có thể cùng với ban giám khảo sẽ chọn được những cái đại diện là top 3 của Việt Nam để đi thi thế giới và tiệm cận nhất trong cái góc nhìn về sắc đẹp của thế giới. Và điều đó chúng ta cũng đã thấy được một số lần top gần đây, và mọi người đã nói là 4 lần liên tiếp chúng ta vào top 15 và top 16 và top 11, và đối với hệ Handy vào top 5. Tuy nhiên là việc chọn vào top 3 của Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới là một cái tôi nghĩ rằng là cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới là một cuộc thi rất phúc điện,
và tiêu chí họ lựa chọn hàng năm cùng với khác, và đặc biệt là cuộc thi này là đại diện của gần 100 hoa hậu các quốc gia trên thế giới, và việc vào top 3 là tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ hy vọng điều đấy. Nhưng mà việc lựa chọn để vào top 3 được hàng năm hay không thì nhiều đó một phần là tùy vào cái năng lực của thí sinh hàng năm của chúng ta trở đi. Bên cạnh đó chúng ta cần một sự may mắn nhất định, bởi vì như tôi đã chia sẻ là cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới là gần 100 các hoa hậu các quốc gia trên thế giới và rất nhiều người rất đẹp, và đặc biệt là các hoa hậu chúng ta có một điểm mà chúng ta chưa bằng được, và tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng đối diện với chuyện này, đó là các hoa hậu thế giới họ rất tự tin. Bên cạnh cái sắc đẹp hiện có thì họ rất tự tin và họ rất là thoải trong vấn đề mà nói chuyện với công chúng, với cộng đồng, họ rất là thiện, rất tốt, và họ là một người đại sứ cho các cái hoa hậu toàn bộ thế giới đi khắp nơi. Do đó là năm nay thì tôi cũng chia sẻ là năm nay cái tiêu chí mà chúng tôi chọn hoa hậu bên cạnh sắc đẹp thì cái khả năng nói chuyện, khả năng thu hút cộng đồng, khả năng thuyết trình là những trong những tiêu chí mà chúng tôi sẽ đưa lên hàng đầu để lựa chọn cái người thắng cuộc trong cuộc thi vào năm nay. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta đi trên thế giới, chúng ta có thể kỳ vọng, chúng ta mong đợi những ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên thì việc các bạn đi thi trong những năm vừa qua đã đạt được sự ủng hộ của cộng đồng, của báo chí, cơ quan truyền thông, tôi nghĩ rằng đó là sự thành công với tất cả chúng ta, với bạn thí sinh cũng như với công ty Hoàn Vũ và ban tổ chức chúng tôi. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta, anh chị phóng viên cũng sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn trong những năm tới. Lời xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn và xin mời câu hỏi tiếp theo. Vâng ạ, thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu hỏi và câu trả lời đến từ founder CEO của Lady Media, Phúc Nguyễn. Phúc Nguyễn xin chào quý vị khách mời có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay, và chào bạn Văn đã đặt cái câu hỏi phỏng vấn rất là thú vị cho Phúc Nguyễn. Câu hỏi của bạn gồm hai phần. Trước tiên thì về phần là đánh giá về Kim Diên, thì Phúc Nguyễn có thể nói nôm na như thế này, là một người cũng được tiếp xúc rất là nhiều, có cơ hội tiếp xúc rất là nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ mà muốn tham gia các cuộc thi sắc đẹp, thì Phúc Nguyễn có đánh giá khi gặp Kim Diên, Phúc Nguyễn thấy Kim Diên là một cô gái rất bình thường. Với một chiều cao không quá cao, bình thường. Với một nhan sắc, bình thường. Và đây là nhận định của ngày đầu tiên mà Phúc Nguyễn gặp Kim Diên trước khi Kim Diên chưa đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Đó là một cái duyên. Thì ngày hôm đó Kim Diên có gặp Phúc Nguyễn và xin tư vấn. Thì Phúc Nguyễn có một cái đánh giá mọi thứ rất bình thường, bởi vì cái tiêu chí cũng như là cái nhận định về nhan sắc của Phúc Nguyễn có phần khắt khe hơn một chút. Thì lúc đó Phúc Nguyễn chỉ thấy được một Kim Diên rất là máu lửa. Thì Phúc Nguyễn cho Kim Diên một lời khuyên: nếu như em tham gia Hoa hậu Hoàn vũ thì em phải cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa, bởi vì tất cả các bạn thí sinh khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ đều là những chiến binh hết rồi. Đó là nhận định của ngày đầu tiên của Nguyễn gặp Kim Diên. Và nhận định của ngày hôm nay, nhìn được một quá trình mà Kim Diên đã thể hiện rất rõ ràng với Việt Nam và với quốc tế, thì Phúc từ ứng ngàn đến ngưỡng mộ, và Phúc cảm thấy là Duy rất chín mùi về nhan sắc, chín mùi về cái tham vọng, và chín mùi về cái sự quyết tâm. Phúc Nguyễn rất là cảm ơn Duy Media đã tìm, đã huấn luyện Kim Duyên một chiến binh, và hy vọng rằng chiến binh này sẽ làm nên chuyện trong công cuộc này. Phần thứ hai là về vị trí sẽ đạt được. Phúc Nguyễn sẽ dự đoán về vị trí của Kim Duyên sẽ đạt được. Thì sau một cái trận chiến, gần như là trận chiến đem về chiếc quân miện with us năm 2018, thì Phúc Nguyễn chưa chính thức đào tạo
và chưa chính thức cử một đại diện nào đi thi quốc tế thì một khoảng thời gian khá dài, cho nên hy vọng rằng lần này không có lụt nghề. Và vẫn như những lần trước khi đi chiến đấu thì Phú Nguyễn chỉ đặt ra mình có thể vượt qua được kỷ lục trước đây. Ở cuộc thi Miss International thì Việt Nam mình hai lần vinh dự nằm trong top 10. Thì Phú hy vọng rằng lần này với sự góp sức chính của Union Media và góp sức của Leading Media, hai đơn vị sẽ cố gắng vượt qua kỷ lục mà Việt Nam đã từng có. Phú Nguyễn xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.